Với điều kiện khí hậu tự nhiên thuận lợi, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã phát triển trồng các loại cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và cả đầu ra cho sản phẩm, hướng tới mục tiêu thay đổi tư duy từ trồng dược liệu sang kinh tế dược liệu. Tận dụng những tán rừng tự nhiên, gia đình chị Lý Tả Mẩy trồng hơn 1 hecta cây dược liệu. Khí hậu thuận lợi nên cây dược liệu sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Mẩy cũng được hướng dẫn chăm sóc và thu hoạch đúng kỹ thuật, nên vườn dược liệu nhà chị có hàm lượng hoạt chất cao, mang lại thu nhập mỗi năm gần 50 triệu đồng. Trước kia là gia đình tôi chủ yếu là về trồng sản xuất nương lứa, nhưng mà từ sau khi có cái dự án dược liệu thì gia đình tôi chuyển sang chăm sóc và cây vườn dược liệu của mình thì đem hái vườn dược liệu xong là có doanh nghiệp vào thu mua thì nó sẽ đem lại kinh tế hiệu quả cao hơn so với mình làm nương giấy ạ. Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 3.500 hecta trồng các loại cây dược liệu, trong đó có 210 hecta với 13 loại cây đã được Bộ Y tế đánh giá đạt tiêu chuẩn GACP-WHO sản xuất dược liệu. Đây chính là lợi thế để địa phương tập trung phát triển chuỗi giá trị nhằm tạo ra các sản phẩm đa dạng, đồng thời thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, chế biến sâu các nhóm dược liệu. Phải 10 năm đến 2 năm loại thuốc. Bây giờ thuốc rất là hiếm, sau là mình phải đi trên rừng, tức là rừng xa nhất ấy. Mình phải xin ở trên rừng, phải mình hái nhỏ các cây thuốc về đây trồng, phải giữ được các cây thuốc đấy. Kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào để đầu tư để phát triển công nghiệp dược liệu. Thế và ngành hàng dược liệu này không phải chỉ để phát triển về làm thuốc, phát triển cái ngành hàng dược liệu gắn với lại du lịch, rồi sản xuất ra các cái sản phẩm làm quà tặng cho khách du lịch, rồi là các cái sản phẩm làm đẹp. Tỉnh Lào Cai cũng chú trọng xây dựng các sản phẩm từ cây dược liệu đạt tiêu chuẩn OCOP đặc trưng, nâng sức cạnh tranh trên thị trường. Hướng tới phát triển kinh tế dược liệu là hướng đi bền vững, góp phần khai thác hiệu quả và bảo tồn cây dược liệu bản địa có giá trị kinh tế, tạo sinh kế cho người dân vùng cao. Thưa quý vị, sau Ấn Độ, các quốc gia như Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE cũng đều đã cấm xuất khẩu gạo. Và đây được xem là cơ hội lớn cho gạo xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh giá gạo thế giới tăng cao, đe dọa nguồn cung gạo toàn cầu. Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm của Việt Nam hiện đạt 4,84 triệu tấn, giá trị 2,58 tỷ đô la Mỹ, tăng đến 29,6%. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam, sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Nga và UAE, giá gạo xuất khẩu thế giới đã tăng thêm hơn 100 đô la Mỹ trên một tấn, thậm chí có thể tăng thêm 200 đô la Mỹ trên một tấn nếu các lệnh cấm này kéo dài. Thì rõ ràng là cái việc xuất khẩu gạo của Việt Nam từ đây đến cuối năm là tốt. Này, các đơn hàng hiện nay là các doanh nghiệp là cũng tương đối nhiều, bởi vì khách mua trên thế giới cũng tương đối nhiều. Vì do người ta ảnh hưởng bởi khí hậu, rồi là El Nino, rồi là có khi là đứt gãy một loạt các cái chuỗi cung ứng về lương thực mấy năm gần đây, dẫn đến cái tình trạng là cái lượng tồn kho của các quốc gia nó thiếu. Và chính vì thế mà cái nhu cầu về nhập khẩu gạo của một số các quốc gia là tương đối nhiều. Công ty Bảo Minh cũng tập trung vào một cái ngành, đó là ngành xuất khẩu. Và trong 6 tháng vừa qua thì cái kim ngạch xuất khẩu chung chủ yếu vào các mặt hàng nếp hữu cơ và yếu là thị trường châu Âu, Hà Lan, Phần Lan và Cộng hòa Séc. Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nâng diện tích sản xuất vụ thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long từ 650.000 ha lên 700.000 ha. Dự kiến năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 7,8 triệu tấn gạo, với kế hoạch gieo cấy năm 2023 là 7,1 triệu ha, sản lượng dự kiến đạt trên 43 triệu tấn. Đây là một tín hiệu rất là khả quan để giúp cho ngành gạo cũng như là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của chúng ta có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang Indonesia trong thời gian tới. Tuy nhiên thì các thương nhân của chúng ta cũng cần phải lưu ý để có những các cái tính toán và những công cụ để đảm bảo cái phòng ngừa về mặt rủi ro, trong đó có thể có rủi ro về giá, trong đó có thể có những cái rủi ro trong cái khâu thực hiện hợp đồng. Khi giá biến động quá nhanh như hiện nay, các nhà máy cung ứng thường phải chịu lỗ để giao các đơn hàng đã chốt hoặc hủy hợp đồng. Các cơ quan quản lý nhà nước nên xem xét điều tiết sản lượng, xuất khẩu cân bằng cho từng tháng, từng quý, đồng thời cần có chính sách ứng phó kịp thời, phù hợp, vừa để doanh nghiệp tận dụng cơ hội, vừa có lợi cho người trồng lúa. Khi đó sản lượng được duy trì ổn định, đáp ứng cho xuất khẩu và nhu cầu trong nước.